Thì anh em, trên tay mình hiện tại đang là cái con Android K5 và con Android D4 và cái điện thoại, cái máy tính bảng Android Tab S6 của mình nhá. Thì ở trên cái hệ điều hành iOS ấy, anh em sử dụng những cái iPhone, iPad anh em, thì cái con Android K5 này nó sẽ mượt hơn khoảng 10% so với cái con Android D4 bình thường anh em nhé. Đó thì hiện tại cái con Android K5 nó được tối ưu tốt hơn ở trên cái hệ điều hành iOS nha. Còn ở trên cái hệ điều hành Android thì là cái D4 với cái K5 thì nó sẽ như thế nào thì mình sẽ phân tích một chút cho anh em. Cá nhân mình thì là một người khá là kỹ tính và khá là khó tính, mình sẽ nêu những cái cảm nhận chân thực nhất của mình dành đến cho anh em nhé. Đó thì ở đây thì mình đang sử dụng cái con Android K5 nhé. Thì anh em có thể thấy thì mình chơi, nếu mà anh em chơi là một người chơi bình thường và không kỹ tính như mình ấy, thì anh em khó, rất khó có thể cảm nhận nha. Anh em chơi thì này nó rất là mượt, cũng rất là ngon và không có vấn đề gì cả đó anh em có thể thấy nha. Chơi thì về cái ghim tâm của con Honda K5 thì nó rất là ok rồi. Đấy, nó khá được. Thì mình đánh giá thì về cái ghim tâm với cả các chức năng thì iOS nó với Android nó sử dụng hoàn toàn như nhau nhé. Nó sử dụng gần như là 90% là hoàn toàn như nhau luôn. Đấy, nên là anh em có thể, mình sẽ không bàn về cái vấn đề này nhé. Mình sẽ nói về cái độ mượt của nó, độ mượt khi anh em trải nghiệm ấy, chứ không phải độ trễ nha. Đấy, thì một số ông test phụ kiện đi, test bởi cơ cốp thế này, đây là cái độ trễ của nó chứ không phải độ mượt nhá. Độ mượt thì nó lại khác, độ mượt có nghĩa gì là khi anh em về vải chuột như thế này này, đấy, đấy mới là độ mượt nha, cái này mới là độ mượt nhá. Còn cái độ trễ thì kiểu như là anh em bật top ASDVKM này, anh em ấn cái nó nhận này thì đa phần phụ kiện độ trễ thì gần như là độ trễ thì nó như nhau rồi. Độ trễ thì gần như là nó tương đương nhau, rất khó để cảm nhận về cái vấn đề độ trễ. Còn về cái độ mượt cơ, đây độ mượt là nó những cái khi anh em vung vải chuột quay như thế này này em thấy chưa? Đó, anh em sử dụng nhiều combo anh em về chuột như thế này. Đó thì đấy với cả gọi là độ mượt nhá. Thì mình sẽ nêu cái cảm nhận cá nhân của mình về cái độ mượt của trên cái con Android K5 và một cái sản phẩm để mà nói trên Android thì nó là cái sản phẩm hiện tại bây giờ nó là sản phẩm mượt gần như là top đầu rồi. Cái con Android D4 là gần như là top đầu rồi. Nếu mà anh em biết chỉnh sửa và anh em sử dụng một cái máy điện thoại hay máy tính bảng của anh em, một cái cấu hình nó cao cấp ấy, thì gần như cái con Android D4 nó là top đầu rồi anh em ạ. Còn ở trên cái thì cái con Honda K5 này thì nó cũng vừa mới ra thôi. Thì cá nhân mình thấy cái con Honda K5 này tối ưu về cái độ mượt trên hệ điều hành iOS ấy, nó rất là ok. Còn trên Android thì nó tối ưu nó không bằng được cái con Honda D4 nhá. Thì anh em chắc là phải đợi nó ra bản chính thức trên cái con Honda K5 này, cái bản firmware, bản phần mềm cho cái con Honda K5 này chính thức thì chắc là nó mới tối ưu được. Còn hiện tại nó đang là bản beta nên là mình chơi nó cảm giác nó vẫn chưa được mượt lắm. So với D4 thì nó vẫn chưa được mượt lắm. Mình sẽ demo cho anh em nhé. Nếu mà anh em nào mà khó tính như mình thì sẽ cảm nhận rất là dễ thôi. Còn anh em nào mà dễ tính thì chắc là thấy nó như nhau, gần như là nó như nhau. Nếu anh em nào dễ tính thì thấy nó gần như là như nhau. Còn anh em nào khó tính như mình ấy thì anh em sẽ sử dụng này, phím VK và phím nhảy của anh em xoay này khoảng là 30 độ ấy. Khoảng 30 độ thôi, anh em đừng có xoay một vòng tròn thế này, rất khó cảm nhận. Anh em xoay cho mình khoảng 30-40 độ anh em nhé. Đó, anh em thấy chưa, xoay đã em thấy chưa, thì nó sẽ có một chút bị khựng nhé. Nó sẽ có một chút bị khựng, khựng nhẹ, rất là nhẹ luôn. Đó, anh em xoay một vòng thì nó sẽ khựng 1-2 nhịp, nó khá nhẹ. Nếu mà anh em chơi cảm giác bình thường, anh em không test nhiều như mình ấy, thì anh em kiểu chơi bình thường như này này thì rất khó có thể cảm nhận nha. Đó, rất khó có thể cảm nhận luôn. Bắn anh em bắn bình thường như này thì rất khó, gần như là rất khó anh em có thể cảm nhận luôn về cái độ khựng của nó. Còn anh em là một người test chuyên nghiệp những cái phụ kiện như mình thì anh em test thì anh em mới cảm nhận rất là rõ rệt được. Đấy, thì còn ghim tâm của nó thì đổi cốp ghim tâm thì rất là ok thôi. Cốp 3 này, không tâm này, đó. Tắt kim tâm em chưa? Đó, tâm giật lên trời luôn. Tắt cốp kim tâm luôn em nhé. Nó rất là ok nhé. Và con này cắm tai nghe một cách thoải mái nhá. Nếu mà anh em là một người không kỹ tính như mình ấy thì anh em có thể mua về và chơi thì nó cũng khá là ok. Đấy, thì anh em cần phải đợi nó ra bản chính thức thì chơi nó sẽ ok hơn. Đây, tai nghe của Android nhé. Đây, mình sẽ demo luôn cả tai nghe cho anh em nhé. Tí mình sẽ tất cả về cái D4 cho anh em nhé. Con này nhận cả tai nghe. Em thấy chưa? Nhận cả tai nghe cả mic nha. Cả tai nghe cả mic ở trên con này luôn. Đấy là một số những cái cảm nhận cá nhân của mình về cái con K5 này. Ok anh em, ở đây mình đã kết nối con Honda D4 này. Đấy, Honda D4 này. Và trong cái con này rồi anh em nhé, mình sẽ test thử cho anh em này. Đây, khi anh em nhảy lên này, em di khoảng 30 độ này, di khoảng khá là chậm chậm thôi. Em không phải di nhanh một phát thế này đâu, em di chậm chậm cho mình thôi nhé. Đây, mình sẽ để giảm âm lượng một chút nha. Đó, để đây, anh em di chậm chậm ra cho mình thôi. Đó, thì gần như là nó không có một chút độ trễ gì, nó rất là mượt luôn. Đó, anh em test thì anh em nào mà test, anh em test như thế nào cho mình nha. Nó khá mượt và không có chút độ khựng gì cả, rất là ok em nhé.
Đó, anh em test thì con này nó rất là ok về cái độ mượt của nó, và mình di đến đâu thì mình cảm nhận được đến đấy. Di con chuột này đến đâu thì mình sẽ cảm nhận được được cái tâm này nó di đến đấy, và nó sẽ không có cảm giác bị kiểu nhà mình di chuột xong rồi cái này nó mới đuổi theo nhé, không có cảm giác gì đâu, nó di rất là mượt luôn đó, rất ok luôn. Còn con Hanjoy K5 thì di cũng di đến đâu cũng sẽ đuổi theo đến đấy, nhưng mà nó sẽ có một chút bị khựng nhẹ rồi nó lại đuổi tiếp đó. Nên là thành ra là cái con Hanjoy K5 kia ở cái thời điểm hiện tại bây giờ đang là bản beta của nó ấy, là bản thử nghiệm em, bản beta bản thử nghiệm ấy, thì chơi nó cũng chưa được ok lắm, chưa được ổn định lắm ở trên cái hệ điều hành Android để mà so về cái độ mượt đấy anh em. Còn để về những cái chức năng khác thì nó sử dụng hoàn toàn ok, hoàn toàn ngon lành, hoàn toàn hoàn hảo. Và tương lai thì chắc là bên Hanjoy họ sẽ fit lại thôi, họ sẽ cố gắng fit về cái độ mượt đó thôi. Đấy, thì bên mình cũng có liên hệ và thông báo cho bên Hanjoy rồi, thì chắc là tương lai bên họ cũng sẽ tối ưu lại về cái vấn đề đó thôi. Tại vì bên cái K5 ấy nó sử dụng cả tai nghe này, xong rồi cả sạc nhanh các thứ nữa, nên là cái đường truyền dữ liệu từ cái K5 vào trong đây có thể là nó sẽ bị gián đoạn, nó sẽ không được ổn định như thể là cái con Hanjoy D4 này. Cái con Hanjoy D4 thì cái đường truyền thì nó không, thứ nhất nó không lấy âm thanh, thứ hai là cái tốc độ sạc của nó thấp hơn, thì nó sẽ dành nhiều cái băng thông ấy để nó truyền dữ liệu vào trong cái máy tính bảng của chúng ta hơn, nên là thành ra nó sẽ có cảm giác nó sẽ mượt hơn và tối ưu nó dễ hơn. Còn Hanjoy K5 thì chúng ta sẽ cần phải tối ưu thêm nhiều về nó thì nó mới có thể mượt mà được, tại vì nó truyền quá nhiều dữ liệu, nó truyền vào lấy dữ liệu ra liên tục, nên là thành ra là nó kiểu khi chúng ta dê này ví dụ là phát sạc nhanh nó vào âm thanh nó truyền ra cái thì nó sẽ có thể cảm dẫn đến ảnh hưởng đến cái độ mượt của cái Hanjoy K5 đấy. Thế nên là bên Hanjoy sẽ cần phải tối ưu thêm về nó, tại vì nó lấy quá nhiều dữ liệu ra mà đấy, thì cái gì cũng thế thôi đúng không em đó. Còn về vấn đề chơi game bình thường thì nó khá là ok nhé. Rồi, và đây là một số những cái cảm nhận cá nhân của mình về cái con Hanjoy K5 và con Hanjoy D4 nhá. Đó, hai cái con sản phẩm thì gần như là về độ mượt thì gần như là đầu bảng ở cái thị trường hiện tại bây giờ thôi. Con Hanjoy D4 thì về độ mượt trên Android thì gần như nó đầu bảng rồi, gần như không có con nào đánh bại nó về độ mượt rồi. Còn Hanjoy K5 thì chắc phải tối ưu thêm nhé. Còn về độ mượt thì cảm nhận mình cảm thấy nó chưa ok đâu. Rồi, cảm ơn anh nhá. Xin chào anh em. Bye bye nhá.